lính Nga kéo xe tăng M1 Abrams Ukraine về hậu phương. Lực lượng Nga điều phương tiện cứu kéo đưa xe tăng M1 Abrams của Ukraine về hậu phương, dự kiến chuyển tới Moskva để trưng bày. Phóng viên Vladimir Soloviev và kênh Telegram BTR 80 ngày 28 tháng 4 công bố video cho thấy hai xe cứu kéo của quân đội Nga đưa xe tăng chủ lực M1 Abrams Ukraine về hậu phương, song không tiết lộ địa điểm cụ thể. Video cho thấy chiếc M1 Abrams trong chịu thiệt hại tương đối nặng với nhiều vết cháy xém trên thân. Gần như toàn bộ thiết bị gắn trên tháp pháo và trong khoang xe đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Theo Soloviev, chiếc xe tăng mà cánh quân trung tâm, Tsentr, đưa về từ tiền tuyến dự kiến được chuyển tới Moskva để trưng bày tại triển lãm ở đồi Poklonnaya. Đây là nơi Nga đặt phương tiện chiến đấu và khí tài phương Tây viện trợ cho Ukraine mà họ tịch thu. Mỹ năm ngoái chuyển 31 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine sau nhiều tháng nước này đề nghị. Giới chức Ukraine khi đó nhận định mẫu xe tăng có giá 10 triệu đô la Mỹ mỗi chiếc sẽ là vũ khí quan trọng để quân đội nước này chọc thủng phòng tuyến Nga. Tuy nhiên, lực lượng Nga gần đây tăng cường sử dụng phương tiện bay không người lái, drone, trinh sát và tự sát, phá hủy nhiều xe tăng cùng thiết giáp của đối phương. Các quan chức Mỹ cho biết Ukraine không còn triển khai M1 Abrams trên tiền tuyến, một phần do mối đe dọa từ drone tự sát Nga. Ukraine mất ít nhất 5 xe tăng M1 Abrams từ đầu năm nay, dù chúng được triển khai hạn chế và không tham gia các đợt tiến công hiệp đồng thẳng vào vị trí Nga. Binh sĩ Ukraine đầu tháng 4 cho biết xe tăng M1 Abrams giờ chỉ đảm nhận nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực từ xa, thay vì tham gia mũi xung kích trên tiền tuyến. M1 Abrams được Mỹ phát triển năm 1972-1975 và vận hành tới nay. Xe tăng M1 được trang bị pháo 120mm, súng máy đồng trục 7,62mm và súng 12,7mm. Xe có thể đạt vận tốc tối đa 67 km/h, với kíp lái 4 người, gồm trưởng xe, pháo thủ, nạp đạn và lái xe. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.